Em chào tất cả các bác ạ. Lại một mùa trung thu nữa đến rồi. Em chúc tất cả các bác có một mùa trung thu thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình. Nay thì em có về thêm đất Nhật ạ. Đất Nhật thì hiện tại thì em đang có hai loại. Loại này đắt hơn. Loại này lại đắt các bạn. Loại này thì 300.000 một bao, bao ship. Size của nó là size L và thể tích của nó là 14 lít. Nãy em cân thì được nó tận được 8 cân rưỡi các bạn. Size L này. Loại thứ hai là loại này thì rẻ hơn, loại này 250 một bao. Thể tích của nó cũng là 14 lít và kích thước của nó là 12 đến 16 mm. Đây này. Ở đất Nhật thì các bác trồng địa lan thì rất là tuyệt vời các bạn. Những cái dòng địa lan khó tính ấy. Một số dòng khó tính ví dụ như nhập ngoại về như địa lan Tàu nhập ngoại về thì rất là bị nấm, thì các bác có thể dùng đất Nhật để trồng. Đất Nhật thì nó được xử lý ở nhiệt độ là bao nhiêu ạ? Nhiệt độ xử lý của nó là đấy, 300 độ C. Cho nên thì những cái mầm mống bệnh tật ở trong cái đất nó không còn các bạn, cho nên là nó loại bỏ được những cái vấn đề về nấm bệnh ở bộ rễ này. Thứ hai là đất khi được đun qua thì cái hàm lượng dinh dưỡng ở trong đất nó sẽ nhiều hơn các bạn, nó cao hơn những cái đất bình thường. Ngoài đất Nhật ra thì em có cả đất nung các bác nhá. Đất nung của bên Việt Nam mình ạ. Đất nung Akadama, cái này là Akadama Việt Nam ấy. Đất nung của bên Việt Nam mình. Đất nung của bên Việt Nam thì sẽ rẻ hơn nhưng mà chất lượng thì vẫn rất là tốt các bác nhé. Rẻ hơn nhưng mà chất lượng thì cũng không kém gì hàng ấy đâu. Sẽ có size này, sẽ có đủ size nhé. Có 1 đến 3 mm này, 3 đến 5 mm, 5 đến 8 mm và 8 đến 12 mm. Đấy, có 4 cỡ như thế. Các bác lấy sẽ bao ship từ riêng cái đất nung Việt Nam ấy, sẽ bao ship từ 10 cân là 180.000 cho 10 cân. Các bác có thể lấy mỗi túi như thế này sẽ đóng là 2 cân rưỡi các bạn. Các bác có thể là lấy đủ size trong một đơn hàng, hoặc là các bác cũng có thể lấy một size cũng được. Ví dụ các bác chỉ lấy 8 đến 12 mm chẳng hạn, lấy một size cũng được, hoặc là các bác cũng có thể là lấy nửa nọ nửa kia, lấy thế nào cũng được các bạn. Có nghĩa là mỗi túi sẽ đóng là 2 cân rưỡi rồi, cứ 10 cân là bao ship 180. Đấy, nó sẽ rẻ hơn so với cả đất Nhật các bạn. Nhưng mà chất lượng thì các bác yên tâm. Thứ hai thì em giới thiệu với các bác về cái giỏ đựng phân. Cái này là cái giỏ đựng phân tan chậm ạ. Hiện tại thì cái này thì em đang bán là 900 đồng một cái. Và có giá là 900 đồng một cái cái này. Cái này cho phân tan chậm vào và cắm vào chậu cây. Nhìn nó cũng đẹp lắm các bạn, nhìn nó... cái này thì cho vào xong rồi đóng nắp này. Đóng nắp xong là mình sẽ cái ưu điểm lớn nhất của cái này ấy, thì nó là sẽ nên ví dụ như là lúc mà trời mưa nhiều ấy, trời mưa nhiều mà mình sợ thừa phân thì mình có thể nhấc ra và mình cất đi. Đấy, những cái nhỏ nhỏ xinh xinh này. Ngoài ra thì ngoài những cái giỏ này ra thì em còn có cả túi lọc nhé, túi lọc này, túi lưới này. Đấy, đầy đủ các loại, các bác cần loại nào thì lấy loại đấy. Túi lọc cũng được các bạn, túi lọc thì đến lúc mình nhấc cũng dễ mà. Túi lọc thì nhà em có kích thước là 7x9, 8x10. Cái này thì các bác có thể vừa trộn lẫn hữu cơ, vô cơ cho vào được và cho vào túi đặt lên thôi, cũng rất là tiện. Đá thấm thủy thì nhà em vẫn có các bác nhé. Hiện tại thì đá thấm thủy thì em vẫn bán là 14.000 một cân ạ. Nhà em sẽ bao ship từ 10 cân đối với đá thấm thủy này. Đá này giữ ẩm cực kỳ là tốt, các bác có thể dùng để trồng lan hai hoặc là làm tiểu cảnh này, hoặc là trồng những cái cây cảnh khác ạ. Đá này thì khá là mềm. Đây. Có cả cục to cục bé các bác nhá. To cục bé này ví dụ như cục này cũng gần 10 cân ấy. Nó khá là nặng. Đá này nó sẽ có từng lớp lớp kiểu này này. Mềm. Mềm lắm, đá này mềm. Phân dê thì nhà em vẫn có các bác nhé. Phân dê thì nhà em vẫn bán là 15.000 một cân ạ. Rất là khô và sạch. Phân dê này, đá bọt này. Đá bọt thì có hai loại, đó có hai cỡ, đó là 1 đến 2 sen và 3-4 sen. 3-4 sen đây. 280.000 một bao, tầm khoảng 17-18 cân. Bao ship ạ. Còn các bác lấy lẻ thì là 18.000 một cân. Các bác cũng có thể mix size được nhé. Size nọ, size kia. Nửa bao nọ, nửa bao kia thì em chia được ạ.
Vỏ thông thì có vỏ thông Quảng Bình. Vỏ thông Quảng Bình thì hiện tại em đang bán lẻ là 20.000 một cân, còn nếu mà các bác tách đơn từ 10 cân thì là 16.000 một cân ạ. Có size vụ ngô này. Vụ ngô là 10.000, vụ đỗ là 8.000 ạ, còn số 1 đến 2 sen này, 3 sen này là 16.000 ạ. Vỏ mài cạnh khá là đẹp các bạn. Để ngoài vỏ thông ra thì những cái vật tư chậu móc phân thuốc thì nhà em vẫn có đầy đủ các bác nhé. Chậu móc này, phân thuốc thì nhà em vẫn có đầy đủ tất cả các loại. Các bác cần loại nào thì các bác liên hệ em.